Công an tỉnh Nghệ An vừa bắt giữ thành công đối tượng Đinh Khương Linh, sinh năm 1986, trú tại thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An. Đây là đối tượng đã gây ra vụ cướp tài sản tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công thương Việt Nam Vietinbank thuộc phường Thu Thủy, thị xã Cửa Lò vào ngày 1 tháng 2 vừa qua. Tại cơ quan công an, Đinh Khương Linh đã khai nhận do tham gia đánh bạc trên mạng dẫn đến nợ nần túng quẫn nên đã tiến hành vụ cướp ngân hàng táo tợn để lấy tiền trả nợ. Đây là đối tượng có 2 tiền án về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản và lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản. Trước đó khoảng 16 giờ 30 phút ngày 1 tháng 2, đối tượng Đinh Khương Linh đã xông vào phòng giao dịch của một ngân hàng trên địa bàn thị xã Cửa Lò, tỉnh Nghệ An, sử dụng hung khí đe dọa uy hiếp nhân viên và cướp số tiền 46 triệu đồng, sau đó nhanh chóng bỏ trốn. Vụ việc đang được công an tỉnh Nghệ An tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.